Nhiều người thích nuôi và mua chó Samoy bởi chúng có ngoại hình đặc biệt bắt mắt và tính cách thân thiện. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để nuôi giống chó này. Một số người thấy thú vị, một số lại không thể chấp nhận được. Chó Samoy là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia của Nga. Đặc điểm của giống chó này là khuôn mặt có nhiều biểu cảm gây cười, bộ lông dài mượt và vóc dáng to lớn. Giống chó này cũng rất là trầm tính, không hiếu động quá mức và ít nghịch ngợm. Nhờ có bộ lông dày, chúng có thể thích nghi rất tốt với khí hậu khắc nghiệt của nước Nga. Ngoài việc trông coi gia súc, chúng cũng được dùng để kéo xe và săn bắt. Đến cuối thế kỷ 19, chó Samoy được xuất khẩu hàng loạt tới châu Âu và châu Mỹ. Chó Samoy ban đầu có màu lông rất là đa dạng, bao gồm đen, nâu và hỗn hợp. Nhưng khi tới nước Anh, đa số người nuôi lại ưa chuộng màu lông trắng. Do đó, chúng đã được chọn lọc để bỏ dần các màu trên. Chó Samoy hoàn toàn khác biệt với những giống chó khác bởi chúng sẽ cảm thấy thoải mái khi sống trong một căn hộ chật, hẹp. Miễn là thường xuyên được chơi với chủ hoặc là đi dạo ngoài trời, chó Samoy rất thân thiện, biết nghe lời và có thể sống hòa bình với các đồng loại và thú cưng khác ở trong nhà. Do có nguồn gốc từ vùng khí hậu lạnh, chó Samoy chịu lạnh rất tốt, nhưng ngược lại chúng lại rất sợ nóng. Do đó cần được chăm sóc đặc biệt vào mùa hè, lông của chó Samoy rụng rất ít và không gây dị ứng. Khi lựa chọn chó con Samoy, người nuôi cần quan sát chó bố mẹ. Qua hình dáng, kích thước của chó bố mẹ có thể dự đoán được hình thể của chó con sau này. Chó Samoy có bộ khung cân đối, cơ bắp phát triển nhưng mà vẫn gọn gàng. Nhìn tổng thể, đây là một giống chó khỏe mạnh và đầy năng lượng. Nhìn rất là tao nhã và tự tin. Khuôn mặt thì rất là thân thiện và hài hước. Đây là lý do khiến chúng được yêu thích trên toàn thế giới. Đầu của chó Samoy thì có kích thước vừa phải, tổng thể thì hình tam giác. Mắt nhỏ hình hạnh nhân và màu nâu sẫm. Khoảng cách giữa hai mắt khá xa. Tai dày và nhỏ nằm ở vị trí trên cao. Khoảng cách giữa hai tai cũng tương đối xa. Bốn chân to và rất là dài. Nhìn rất là thẳng này. Ngón chân thì hơi tách ra, có phần đệm thịt dày. Giữa các ngón chân có lông bao phủ. Mông của chúng hơi nghiêng về phía đuôi. Đuôi thì cuộn tròn ở trên lưng, nằm ở vị trí vừa phải và không quá cao cũng không quá thấp. Những chú chó Samoy có bộ lông dài với hai lớp lông rất là dày, đặc biệt là quanh cổ, phía sau cẳng chân, đùi và đuôi. Quanh lưng và bụng lông dài vừa phải. Đối với ở chó đực, phần lông quanh cổ thường dài và rậm hơn chó cái. Lông rất là thẳng và mượt, có thể hơi cứng nhưng mà không xoăn nhá. Cân nặng của chó Samoy sẽ tính theo từng lứa tuổi. Từ sơ sinh thì chúng khoảng 0,5 kg. Khi trưởng thành, cân nặng của chúng dao động khoảng 30 kg. Tuổi thọ của chúng khá cao, thường là từ 12 đến 15 năm. Chiều cao thì khoảng 48 đến 59 cm, tùy theo là chó đực hay là chó cái. Giống chó Samoy được đánh giá cao nhờ sự thân thiện của chúng, dẫn đến nhiều người lầm tưởng rằng chúng chỉ dùng để làm cảnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia huấn luyện, Samoy là một giống chó vô cùng là thông minh. Bằng những kỹ năng huấn luyện, chó Samoy chuẩn chỉnh, chúng không những hiểu được mệnh lệnh, biểu cảm khuôn mặt mà còn có thể có khả năng tiếp thu huấn luyện rất tốt. Chúng có thể làm quen với việc nhảy dù, trở thành chó cứu hộ, chuyên tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt ở trong bão tuyết. Chó Samoy cũng có trí nhớ cực kỳ tốt. Thông qua huấn luyện, chúng có thể phân biệt được chữ cái, chữ số. Tuy nhiên, chúng lại rất sợ sự cô đơn. Bởi ban đầu chúng được sử dụng làm chó kéo xe, lao động. Do đó, hình thành bản năng xã hội của chúng. Nhiều con chó Samoy bị bỏ lại một mình thường có hành vi phá hoại đồ đạc, thậm chí tự làm hại bản thân chúng. Chó Samoy hay bất kỳ giống chó nào đều cần được vận động. Tuy nhiên, mức độ vận động còn tùy thuộc vào từng con. Chạy bộ dưới ánh nắng mặt trời còn giúp giảm bớt vi khuẩn và ký sinh trùng trên cơ thể của chó. Riêng đối với những con quá hiếu động, việc chạy bộ sẽ giúp giảm bớt sự hăng hái của chúng, hạn chế sự phá hoại của chúng khi ở nhà. Khi di chuyển trên đường nhựa, móng chân của chúng cũng được mài giũa đều đặn, giúp tiết kiệm tiền cắt móng cho chó hàng tháng. Giống như con người, giống chó Samoy không được quá béo. Bệnh béo phì là một trong những nguyên nhân phổ biến gây bệnh cho chó. Lưu ý, chó Samoy con đang trong giai đoạn phát triển cần tập luyện vừa phải, không nên tập luyện quá mức. Bởi giống chó Samoy dễ mắc các bệnh về xương khớp, đặc biệt là trong giai đoạn dưới 8 tháng tuổi, hệ xương khớp của chó chưa phát triển hoàn thiện. Chó kích thước càng lớn thì thời gian trưởng thành càng muộn. Như bạn quan sát thấy đấy, chó Samoy rất đáng yêu. Tuy nhiên không phải thế mà bạn có thể nuôi chúng thành công. Hôm nay, Yêu Động Vật sẽ chỉ ra cho bạn thấy rằng tại sao bạn không nên nuôi chó Samoy. Thứ nhất, đừng mua chó Samoy vì ngoại hình của chúng. Ngoại hình của những chú chó Samoy mà bạn vẫn thấy là sản phẩm của nhiều giờ tắm rửa và chải chuốt. Vẻ đẹp nhân tạo đó sẽ nhanh chóng biến mất chỉ sau vài phút tự do đi dạo trên cánh đồng hoặc là tắm trong mưa. Samoy ban đầu là những chú chó trang trại to lớn, xù xì với bụi bẩn và cỏ dại bám vào lông. Vẻ đẹp thực sự của chúng nằm ở tính cách chứ không phải ở ngoại hình. Điều này cũng đúng với các giống chó có bộ lông dài. Bộ lông trắng dài đòi hỏi phải chải chuốt thường xuyên, không chỉ Samoy trông đẹp hơn mà còn đảm bảo sức khỏe. Để chải lông bạn phải dành ít nhất 10 đến 15 phút một ngày, cứ 2 ngày một lần hoặc là 2 lần một tuần. Nếu không có nhiều thời gian rảnh, bạn không nên nuôi giống chó này. Thứ hai, đừng mua chó Samoy nếu bạn thích sự riêng tư.
săn moi ban đầu là những chú chó săn. Chúng chăn dắt gia súc và phục vụ kéo xe cho con người. Chúng dành phần lớn thời gian làm việc cùng với gia đình, thích được kết thân và muốn ở bên cạnh bạn mọi lúc mọi nơi. Những chú chó con nếu không được gần người sẽ rất khó tính, bương bướng và hung hãn khi chúng lớn lên. Chúng có thể đào bới hoặc sủa khiến bạn và hàng xóm phiền lòng. Và nếu như là bạn là người yêu thích sự riêng tư thì mèo hoặc những giống chó có tính cách độc lập sẽ phù hợp với bạn hơn. Đôi khi chó săn mồi cũng sủa khá là nhiều và nếu không chịu được sủa ào thì bạn cũng không nên nuôi giống chó này. Thứ ba, đừng mua chó săn mồi nếu như mà không có khả năng lãnh đạo. Chó là loài sống theo bầy đàn và tuân theo sự dẫn dắt của một con thủ lĩnh, nhất là đối với những giống chó kéo xe như săn mồi. Nếu bạn không khẳng định được vị trí, chẳng mấy chốc chó của bạn sẽ nhận lấy vị trí đó, dẫn tới các hậu quả khó chịu. Mỗi giống chó khác nhau lại có xu hướng thống trị khác nhau. Vì vậy, nếu bạn không có khả năng lãnh đạo, hãy lựa chọn một giống chó hiền hòa hơn, ví dụ như là chó poodle hoặc là chó golden chẳng hạn. Nếu như bạn có khả năng lãnh đạo, bạn có thể dạy bảo và huấn luyện chúng một cách bài bản hơn. Thứ tư, đừng mua chó săn mồi nếu bạn không trân trọng chúng. Khi chó săn mồi gắn bó và cống hiến cho gia đình bạn thì chúng sẽ không công khai thể hiện tình cảm. Một số rất kín đáo, số khác thì cởi mở hơn. Nhưng rất ít chó săn mồi trưởng thành thể hiện cảm xúc một cách hồ hởi. Chúng thích ở gần bạn, chẳng hạn như ở cùng trong một căn phòng. Tốt nhất là bạn có thể chuẩn bị cho chúng một tấm nệm ở góc phòng hoặc dưới chân bàn để chú chó săn mồi có thể ngồi cạnh bạn. Chúng rất thích được trò chuyện, thích được vuốt ve và âu yếm khi bạn sẵn sàng. Nhưng chúng không quá vồ vập đòi hỏi sự chú ý từ bạn. Đặc biệt, chó săn mồi cực kỳ nhạy cảm với những người chúng yêu quý. Khi bạn vui vẻ, tự hào, tức giận hoặc đau buồn, săn mồi sẽ lập tức nhận thức và tin tưởng rằng mình là nguyên nhân. Đương nhiên, khi là chó con thì chúng sẽ tự lập hơn, thích vui chơi hơn và thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Chính vì vậy, bạn hãy chú ý những hành vi và những cảm xúc của chó săn mồi mỗi khi bạn biểu lộ cảm xúc trước mặt chúng nhé. Thứ 5, đừng mua chó săn mồi nếu bạn là người tỉ mỉ và cầu toàn. Bộ lông dày sụ của chó săn mồi cộng với tính cách nghịch ngợm sẽ biến chúng trở thành một thảm họa nếu như được thả tự do. Bạn sẽ phải làm quen với những vết bùn đất trên sàn, trên thảm và có thể là trên đồ đạc của bạn. Chó săn mồi rụng lông theo mùa và dễ dàng làm tắc máy hút bụi của bạn. Lông của chúng bay khắp nơi và việc bám đầy vào quần áo là có thể xảy ra. Nếu là một người ưa sự sạch sẽ, săn mồi chắc chắn không phải là sự lựa chọn của bạn. Cuối cùng, đừng mua chó săn mồi nếu như bạn không có sự ổn định về tài chính. Vì việc chăm sóc giống chó này đòi hỏi chi phí cũng khá tốn kém nếu bạn muốn chú săn mồi của mình luôn sạch sẽ và khỏe mạnh. Trung bình số tiền bạn phải bỏ ra khoảng 2-3 triệu hàng tháng. Chi phí bao gồm ăn uống, tiêm phòng, chữa bệnh, đồ dùng chăm sóc và spa. Chính vì vậy, nếu kinh tế bạn chưa ổn định thì nhất định không nên chọn mua chó săn mồi. Hiện nay trên thị trường, giá chó săn mồi cũng có nhiều phân khúc khác nhau. 7-10 triệu là mức giá bán cho chó con sinh sản tại Việt Nam. Ưu điểm của những chú chó này là chúng đã quen với khí hậu Việt Nam, do đó rất dễ chăm sóc và ít bệnh hơn. 10-20 triệu là mức giá chó săn mồi nhập khẩu từ Thái Lan. Săn mồi tại Thái Lan đã có thời gian phát triển lâu dài và thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm. Với chó chất lượng làm cảnh, giá trung bình ở mức 10-15 triệu. Chó chất lượng đi sâu và làm giống thường ở mức 20 triệu. Trên 30 triệu là giá chó săn mồi nhập từ các nước phương Tây và chủ yếu là ở Nga. Những chú chó nhập tại đây luôn có ngoại hình xuất sắc nhất, với đầy đủ giấy tờ và da phả tốt. Tuy nhiên, do đã quen với khí hậu mát mẻ, chúng sẽ rất dễ bệnh và chết nếu không được chăm sóc tốt. Chó săn mồi nhập khẩu châu Âu là đối tượng săn đón của những người chơi thực sự đam mê và trại giống lớn. Đây đều là những chú chó có khả năng vô địch dog show. Chó con được sinh ra từ bố mẹ nhập Âu bao giờ cũng có giá cực kỳ chát và không phải ai cũng có thể mua được. Với những thông tin trên, bây giờ bạn hãy suy nghĩ xem bạn có phù hợp nuôi chó săn mồi hay nào không nhé. Nếu bạn là người yêu thú cưng và thấy video này hay, đừng quên ấn nút đăng ký và chia sẻ video tới nhiều người cùng biết nhé.